Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bị ám sát, lãnh đạo các nước gửi lời chia buồn. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Sáu ngày 8 tháng 7 cho biết ông vô cùng sốc khi hay tin về vụ ám sát của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Shinzo Abe, nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất của Nhật Bản, đã ở trong tình trạng nghiêm trọng vào ngày thứ Sáu sau khi bị bắn trong khi vận động bầu cử quốc hội. Giới truyền thông nói rằng một người đàn ông đã dùng một khẩu súng tự chế. Cùng ngày, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này đã sốc nặng trước vụ ám sát của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Bắc Kinh gửi lời chia buồn tới gia đình vị cựu thủ tướng và hy vọng ông sẽ qua khỏi cơn nguy kịch và sớm bình phục. Cạnh đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết ông bày tỏ lời chia buồn sâu sắc về vụ ám sát của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngay sau cuộc họp của các ngoại trưởng G20. Cảnh sát cho biết một người đàn ông 41 tuổi bị tình nghi thực hiện vụ xả súng đã bị bắt. Đài truyền hình NHK dẫn lời nghi phạm được xác định là Tetsuya Yamagami nói với cảnh sát rằng anh ta không hài lòng với ông Abe và muốn ám sát ông. Ông Abe đang thực hiện một bài phát biểu tranh cử bên ngoài một nhà ga xe lửa thì hai phát súng vang lên vào khoảng 11 giờ 30 sáng giờ địa phương. Các quan chức an ninh sau đó đã khống chế một người đàn ông mặc áo phông màu xám và quần tây màu be. Hiện tại ông Abe đã qua đời sau vụ việc.